Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành đang phát trực tiếp video tại xưởng sơn đồ thờ cúng của chúng tôi. Và trên màn hình các bạn đang xem đây là một bức hoành phi bằng chất liệu gỗ vụ đã được cơ sở đồ gỗ Hiền Lành sơn son thép vàng Đài Loan và đang đi vào cái công đoạn cuối cùng. Đó là công đoạn lộng son và công đoạn phủ vàng để giữ bóng bề mặt vàng. À, sau đó thì chúng tôi sẽ bàn giao cho quý khách. Đây đều là các đơn đặt hàng ở trong Thanh Hóa, Nghệ An. Các bác đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi. Thì hôm nay chúng tôi mới làm xong. Chúng tôi quay lại video clip và báo cáo với gia đình. Trên mình các bạn đang xem là những người thợ của chúng tôi đang lộng son. Tức là chúng tôi sơn son điểm vào những chỗ chúng tôi đã thiếp vàng để làm nổi bật lên các cái họa tiết nhỏ của bức hoành phi. Và video thì đang được quay trực tiếp tại xưởng làm đồ thờ cúng của chúng tôi, sơn son thiếp vàng rất nhiều. Và đây là các cái đôi câu đối lòng mo, hàng liền khối, hàng dày 7 phân, không ghép. Chúng tôi nhận thi công thiết kế cho các nhà thờ lớn. Và đây là bức hoành phi. Trong clip trước chúng tôi đã giới thiệu về cái quy trình đốt hoành phi. Và hôm nay thì chúng tôi đã thiếp vàng xong, chỉ cần lộng son và phủ vàng nữa là bàn giao cho các cái nhà thờ đã đặt hàng. Thì mọi chi tiết về đồ thờ cúng bằng gỗ, quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Vâng, chúng tôi đang thiếp vàng rất nhiều đồ thờ cúng liên quan, đó là hoành phi, câu đối, lòng mo, cửa võng, khám thờ, tượng thờ, rất nhiều. Trong video gần đây chúng tôi đã giới thiệu rồi. Đây là những đôi câu đối lòng mo hàng khủng, hàng liền khối, không ghép. Thì giá thành nó sẽ cao hơn các cái hàng chúng tôi ghép. Và đây là những cái hàng đã thành phẩm đã xong, chúng tôi dựng lên để cho khô cái bề mặt sơn. Và trên màn hình các bạn đang xem đây là bức hoành phi bằng gỗ vụ, hoành phi lồng cuốn thư. Có kích thước là dài 2m17, chiều rộng 67, ván dày 3 phân. Hàng ván là hàng ván liền, không ghép, xung quanh chúng tôi chạy chữ công. Và đây là mẫu mới nhất. Chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái video phần mộc về các cái sản phẩm hoành phi lồng cuốn thư này. Thì quý khách có thể xem lại các cái video phần mộc. Cuối video này thì chúng tôi sẽ để các cái link để quý vị có thể xem thêm cái phần mộc mà chúng tôi đã giới thiệu từ trước. Bên trong là chúng tôi chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Và phía dưới thì chúng tôi có chạm rơi rơi. Xung quanh 4 phần chuyện góc thì chúng tôi có chuyện lá tây. Phần khung tranh này chúng tôi làm dày 7 phân, to 10 phân. Phía dưới chúng tôi chạm hoa hồng và bên trên chúng tôi chạm bức cuốn thư. Và 4 phần xung quanh của khung là chúng tôi chạm tứ quý 4 mùa, tùng cúc trúc mai. Để cho quý vị dễ theo dõi. Đây cũng được đánh giá là mẫu độc quyền của chúng tôi. Chúng tôi đã thiết kế chỉnh sửa mẫu rất nhiều lần mới được một bản ưng ý như này. Hiện nay thì trên thị trường các cơ sở chỉ cần chúng tôi đưa video lên là đã ăn cắp hình ảnh và sao chép nhái lại. Nhưng nó sẽ không được đẹp giống cái bản chính của chúng tôi. Thì quý khách nên cẩn trọng khi mua. Và chúng tôi cũng khuyên quý khách là nên xem hàng mộc trước khi sơn. Không nên mua hàng hoàn thiện có sẵn tại cửa hàng. Vì các bạn không thể biết được đó là chất liệu gỗ gì. Chúng tôi thì thường làm đồ thờ cúng bằng chất liệu gỗ vụ, gỗ mít, gỗ rổi. Tùy theo các cái giá thành. Nếu như làm bằng gỗ mít ta thì giá thành nó lên rất là cao. Đồ gỗ Hiền Lanh thì có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng đã qua sử dụng. Chúng tôi sẽ nhận sơn son thiếp vàng tại nhà. Và giá thành nó sẽ cao hơn. Hoặc quý khách có thể điện về cho chúng tôi 0986 883349. Thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Đây là các hàng chúng tôi đã thiếp vàng xong. Dựng lên để khô cái bề mặt chúng tôi đã phủ vàng. Chuẩn bị bàn giao cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã xem các video clip của chúng tôi. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất đồ thờ cúng lớn nhất cả nước. Nói về đồ sơn son thép vàng.
Chúng tôi liên tục giới thiệu các cái quy trình làm về đồ thờ cúng để cho quý vị tiện theo dõi. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hẹn gặp lại quý khách trong video clip sau.